chấn động, tiên tri tiết lộ sự thật tuyệt vời về vận mệnh cuộc đời của tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Cả đời tích phước, hậu vận an nhàn, từ 43 tuổi trở đi có lộc phú quý, vận số giàu sang, càng già càng giàu. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 thân mến, cuộc đời của mỗi con người không phải ai cũng may mắn, thuận buồm xuôi gió để bước đến thành công, bởi trên con đường đó còn chứa rất nhiều những chông gai và thử thách. Thượng đế luôn công bằng khi tạo ra cái khó, cái khổ cho tất cả mọi người, mà chẳng ai suốt đời sung sướng. Điều mà chúng ta cần chính là học cách vượt qua. Mèo thích ăn cá nhưng lại không biết bơi, cá thích ăn sung nhưng lại không thể lên bờ. Ông trời luôn cho bạn rất nhiều điều hấp dẫn, nhưng lại không để bạn dễ dàng có được. Phải cất công trồng thì mới có được quả ngọt, trái thơm. Thành công không bao giờ đến dễ dàng và nó chỉ dành cho người thực sự xứng đáng. Chính vì vậy, đừng bao giờ mong cuộc sống không khó khăn, hãy mong mình có thêm sức mạnh. Trong cuộc sống, ai cũng mong mỏi có một cuộc đời bình yên, hạnh phúc. Nếu như không quá giàu có, sung sướng như người khác, thì ít nhất cũng sở hữu những ngày tháng không lo toan, sầu muộn. Tử Di học có nói, trong cuộc đời trời sinh mỗi người một số mệnh, không phải ai sinh ra cũng được tận hưởng những điều tốt đẹp. Có người ngay từ khi sinh ra đã sống trong nhung lụa, điều kiện đủ đầy, ở nhà rộng xe sang. Có người hầu kẻ hạ, nhưng cũng có những người sinh ra trong cảnh nghèo khó, không được học hành tử tế, lớn lên phải mưu sinh vất vả, chắc chiêu từng đồng một. Ấy thế mà tiền vẫn chẳng đủ tiêu, đôi khi cảm thấy cuộc sống rơi vào cảnh bần hèn, không biết bao giờ mới khấm khá hơn. Ai chẳng muốn mình sinh ra trong một gia đình giàu có, được chăm chút từ những điều nhỏ nhất. Tuy nhiên, chẳng ai có thể chọn gia đình để sinh ra được. Ra đời trong gia đình giàu có thì sung sướng, sinh ra trong gia đình nghèo khó thì khổ sở là chuyện đương nhiên. Mỗi người sẽ mang một số mệnh khác nhau, tất cả đều có lý do riêng của số phận. Cũng chính vì lẽ đó mà ngày nay người ta thường tìm đến tử vi để đoán định trước tương lai, cũng như đoán lành, tránh dữ. Rất nhiều người mỗi ngày đều truy đuổi danh lợi, địa vị và hưởng thụ vật chất quá mức cần thiết, sẽ khiến cho tinh thần mệt mỏi, sức cùng lực kiệt mà vẫn không đạt được niềm hạnh phúc chân chính. Những người như vậy kỳ thật rất đáng thương. Sau khi đạt được đỉnh cao danh vọng thì họ lại cảm thấy rất cô đơn. Con người ta khi sinh ra với hai bàn tay trắng, lúc chết đi cũng không mang theo được thứ gì. Mọi thứ trên cuộc đời này đều sinh ra từ đức, vậy nên cố gắng hoàn thiện bản thân từng ngày, sống vui vẻ và làm nhiều việc thiện. Từ đó mà vận khí cũng tốt, sự nghiệp thuận lợi và đạt được thành công trong cuộc sống. Và đối với tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 cũng vậy, quý bản mệnh đã đi qua bao những nắng mưa thăng trầm của cuộc sống, để giờ đây cũng đã chiêm nghiệm được nhiều điều rồi phải không ạ? Dù có khó khăn, vất vả thì bạn vẫn luôn cố gắng vượt qua, chính vì điều đó đã thấu cảm được tới tận trời cao. Và đến khi về già, con giáp này sẽ thay đổi vận số, cuộc sống sẽ may mắn và hanh thông hơn rất nhiều so với thời gian trước đây. Không những tiền bạc, sự nghiệp ổn định mà cuộc sống gia đình cũng vẹn tròn, viên mãn. Vậy lá số tử vi trọn đời của tuổi Quý Hợi có gì đặc biệt thì xin mời quý khán giả hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi đi vào nội dung chính dưới đây nhé. Người tuổi Quý Hợi có bản tính lương thiện và khoan dung. Họ cũng là kiểu người có tính cách thẳng thắn, hiền lành và ngây thơ. Đặc điểm này giúp Quý Hợi được mọi người xung quanh yêu mến và quý trọng. Quý Hợi được yêu mến không chỉ vì họ hiền hòa, mà bản thân họ có lòng bao dung và sẵn sàng giúp đỡ người khác khi có cơ hội. Phụ nữ Quý Hợi lại càng thú vị, họ không chỉ hoạt bát, nhanh nhẹn, có trí thức mà còn tốt bụng. Sau khi kết hôn, họ sẵn sàng trở thành mẹ hiền, dâu thảo. Đàn ông Quý Hợi cũng rất yêu gia đình, họ thường dùng sự lương thiện của mình để dạy dỗ con cái. Đặc điểm tính cách này lại khiến nhiều Quý Hợi trong công việc gặp chút bất lợi. Đó là khi chẳng may gặp phải thất bại thì họ dễ bị suy sụp nặng nề, cho nên Quý Hợi cần chú ý tìm cách làm thế nào để bản thân vực dậy tinh thần tiến bước về phía trước. May mắn là Quý Hợi có sự kiên trì và tinh thần cầu tiến trong công việc cao, nên họ sẽ sớm tìm được lối đi cho riêng mình. Một điểm sáng trong tính cách giúp Quý Hợi gặp được tài vận tốt, đó là họ thường tự tin trong công việc, không chỉ có ý chí kiên cường mà năng lực lãnh đạo của Quý Hợi cũng được thể hiện, giúp họ đưa ra được nhiều phương pháp xử lý công việc ổn định. Ý chí của Quý Hợi còn thể hiện ở chỗ khi gặp vấn đề khó khăn, họ đều suy xét kỹ lưỡng, cho nên phần lớn công việc của họ đều được giải quyết thỏa đáng. Khi làm việc, Quý Hợi có khả năng tập trung cao độ,
khi đã đặt ra mục tiêu cũng sẽ dốc toàn tâm, toàn lực để thực hiện. Đôi khi Quý Hợi dồn hết tâm trí vào công việc mà quên đi những gì đang xảy ra xung quanh. Có nhiều Quý Hợi thời niên thiếu gặp không ít khó khăn, đến khi trưởng thành họ rất tích cực làm việc, phát triển bản thân để tạo cho mình cảm giác an toàn. Sự tích cực, phấn đấu vươn lên trong bất kỳ hoàn cảnh nào của Quý Hợi chính là điểm đáng quý. Đây cũng là chìa khóa giúp họ mở ra nhiều cơ hội quý báu trong đời. Quý Hợi sẽ có xu hướng tính cách đa dạng khi sinh vào các mùa khác nhau trong năm, nhưng họ đều có điểm chung là rất biết cách đối nhân xử thế. Quý Hợi sinh vào mùa đông vốn chịu nhiều vất vả từ nhỏ, chính vì vậy mà trong họ có thể trưởng thành và chín chắn hơn so với Quý Hợi sinh mùa khác. Tính cách của họ ngay thẳng, không thích giấu giếm nên nhiều khi làm mất lòng mọi người. Ở một khía cạnh, những khó khăn họ gặp phải là do chưa biết khai thác nguồn tri thức trong cuộc sống, ngại va chạm, lười học hỏi, cho nên lời khuyên dành cho Quý Hợi sinh vào mùa đông. Nếu muốn cuộc đời thuận lợi, tài vận rực rỡ hơn thì phải năng đi ra ngoài, nhìn xa trông rộng và không ngừng học hỏi nhiều điều mới. Quý Hợi sinh vào mùa xuân thường có tấm lòng nhân hậu, sẵn sàng giúp đỡ người khác, họ cũng chú trọng sự nghiệp, mặc dù được hưởng những điều kiện thuận lợi. Nhưng Quý Hợi sinh vào mùa xuân vẫn luôn nỗ lực để đạt được nhiều thành tựu. Họ dành nhiều thời gian cho công việc và cũng rất ham học hỏi các tri thức mới. Quý Hợi sinh vào mùa thu có khả năng giao tiếp nhạy bén, được lòng mọi người. Những người sinh vào thời gian này cũng thường là người có địa vị xã hội. Không chỉ biết cách ứng xử mà họ còn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè, nên họ cũng tạo được nhiều mối quan hệ tốt. Quý Hợi sinh vào mùa hè thường có quý nhân giúp đỡ trong đời. Có lẽ ngay từ nhỏ đã được hưởng phúc khí, đạt được nhiều thành công dễ dàng, nên họ có thể lười biếng và có phần nhu nhược. Nếu như không tích cực nỗ lực thì khi gặp phải khó khăn rất dễ bị suy sụp. Lời khuyên dành cho Quý Hợi trong khoảng thời gian này là đừng dựa dẫm vào người khác và nên không ngừng phát triển để hoàn thiện bản thân mình. Nam mệnh tuổi Quý Hợi thường là những người không coi trọng vật chất, đôi khi họ không coi trọng cả tiền bạc. Chính điều này đôi khi ảnh hưởng đến tài lộc của họ. Không những tài lộc không mất đi mà lại ập về. Nam mệnh tuổi Quý Hợi thường có cơ hội kiếm được nhiều tiền, đường tiền tài mở rộng, ở tuổi này lại hay mất bình tĩnh, đôi khi ảnh hưởng đến tiền tài. Chỉ cần điều khiển được cảm xúc của bản thân là có thể hóa dữ thành lành. Những người này cần tu luyện tâm tính, để khi làm việc tinh thần không bị ảnh hưởng bởi những tác động xung quanh và bản thân không bị lung lay trước những lời bàn ra tán vào của người khác. Về phương tiện tình cảm thì nam mệnh tuổi Quý Hợi thường có xu hướng rất nghe theo lời người yêu hoặc vợ. Tuy nhiên, không phải họ không biết phân biệt đúng sai, chỉ là họ đang cố gắng nhường nhịn để dung đáp tình cảm mà thôi. Tuy nhiên trong tình cảm, bản thân nên có chứng kiến để về lâu về dài, xây dựng được mối quan hệ bình đẳng và tôn trọng nhau. Trong sự nghiệp của mình, nam mệnh tuổi Quý Hợi thường không có ai để phụ trợ tự tay dựng lên cơ đồ, cho nên phải quyết định mọi thứ, đôi khi có hơi mệt mỏi. Nhưng sau những vất vả đánh đổi thì thành công sẽ nhanh chóng đến. Nữ mệnh tuổi Quý Hợi từng là những người sinh ra đã ngậm thìa vàng, sống một cuộc đời sung túc. Đôi khi có những người không may mắn sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn thì sau khi lấy chồng cũng được nhờ vả và sống một cuộc sống đầm ấm. Nữ mệnh Quý Hợi tính cách dù là những người ôn hòa, rất biết thân, biết phận, trong con đường sự nghiệp thì được gia đình người thân phù trợ, vì thế cuộc sống rất an nhàn. Tuy nhiên đôi khi trong công việc lại gặp phải kẻ ghen tị. Nữ mệnh Quý Hợi hơi nóng tính, điều này sẽ làm mất đi mối quan hệ và ảnh hưởng khá nhiều đến tiền tài. Vì vậy cần chú ý lời ăn tiếng nói, ứng xử khôn khéo để có thể dĩ hòa vi quý hơn trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Bạn là những người suy nghĩ khá đơn giản, nên hiếm khi thấy họ buồn rầu. Là người khá rộng rãi, không bao giờ tính toán quá chi li hay keo kiệt, sống khá đẹp và không bao giờ làm điều xấu sau lưng người khác, khá hiền lành, biết nhẫn nhịn, không thích lừa gạt người khác. Là những người thông minh và ham học hỏi, có mưu trí và nhanh nhẹn, và họ cũng là những người khá tốt trong giao tiếp, ăn nói, họ biết hưởng thụ cuộc sống, không khiến bản thân rơi vào tình trạng buồn khổ. Họ có ý chí nên không bao giờ quan tâm đến chuyện bị người khác châm biếm và trêu chọc, vì vậy có thể làm chuyện lớn, mọi thứ trong cuộc đời họ đều có kế hoạch, cũng có thể sống yên vui. Quý Hợi 1983 năm nay đã bước qua độ tuổi ngoài tứ tuần, bản mệnh đã vững vàng như cây đã cắm rễ sâu vào lòng đất, có thể tồn tại thích nghi trong mọi hoàn cảnh, nên làm việc gì cũng thuận lợi hơn những năm trước đây. Quý bản mệnh tuổi Quý Hợi 1983 nên biết, sẽ không có ai đến cứu bạn cả,
sẽ không ai quá là quan tâm, chỉ có bạn tự thức tỉnh, tự kiên cường, tự nỗ lực, tự chăm chỉ mà cứu lấy chính bản thân mình mà thôi. Cuộc đời bạn đang giống như một cơ thể có một vài khối u cần phải cắt bỏ, cần phải thả trôi. Thay vì ngần ngại giữ lại mà khiến bệnh tật thêm nghiêm trọng, hiểm nghèo, buông bỏ luôn là một sự khó, nhưng dứt bỏ có lẽ sẽ đơn giản và dễ dàng hơn. Hãy cứ nhớ rằng, thời gian không bao giờ mở miệng nói, nhưng cuối cùng sẽ cho chúng ta biết mọi câu trả lời. Nếu bạn có chút gì ngần ngại hay khúc mắc, hãy cho bản thân mình chút thời gian để mọi thứ tự vận hành, thay vì để thả trôi theo những bộn bề cuộc sống. Hãy dành một chút thời gian để nhớ lại xem tại sao mình luôn có cảm giác lạc lõng, luôn có cảm giác không thật sự hòa hợp với thế giới xung quanh. Hãy nhớ đừng quên cái bản tâm ban sơ của chính mình, sự trung thành, sự tận tụy hoặc những cống hiến mình đã trao đi vào cõi đời. Tôi không biết nói gì nhiều ngoài việc khuyên bạn phải cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vì nó cũng chỉ là đoạn nhấp nhô, chập trùng lắm ổ gà mà bạn đã sắp qua rồi, sắp đến đoạn cao tốc bằng phẳng, dải nhựa có thể đi nhanh rồi, nên đừng chán nản bạn nhé, nên hãy cứ an yên và kiên trì nhé. Sau đây sẽ là phần luận giải dẫn trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 từ 43 tuổi trở đi. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 từ 43 tuổi trở đi. Từ 43 tuổi trở đi, Quý Hợi có những cơ hội nhất định trong sự nghiệp, nhưng liệu họ có thể nắm bắt được hay không thì còn tùy thuộc vào sự lựa chọn của mỗi cá nhân. Mặc dù có nhiều cơ hội trong những năm này, nhưng cũng kèm theo đó là rủi ro, đòi hỏi sự chăm chỉ, thậm chí phải chịu sự sai khiến của người khác. Đối với Quý Hợi luôn có tính cách tự do và không thích bị kiểm soát, cuộc sống không như ý muốn, nên rất có thể sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt. Nhưng dù vậy, những năm này Quý Hợi được quý nhân trợ giúp nên vận trình sự nghiệp, công danh của Quý Hợi cũng không quá tệ. Quý Hợi tuy không có tinh thần cầu tiến nhưng lại có tài, chỉ cần cố gắng một chút là có thể đạt được thành tựu nhất định. Giai đoạn mới hối hả với nhiều dự định, kế hoạch ấp ủ. Bạn có thể đón nhận một vài tín hiệu vui trong khoảng thời gian này là kết quả sau những nỗ lực phấn đấu suốt thời gian dài vừa qua. Đừng quên chia sẻ điều đó với những người bạn yêu mến. Thực thần ghé thăm, nhờ thế mà bản mệnh có khả năng thấu hiểu, thấu cảm. Bạn không cần phải uy lực như người khác vẫn kính nể. Nhờ vận hạn của bạn vì thế mà được lùi xa, mang lại cho bạn những năm tháng mới hanh thông, thuận lợi. Cụ thể thời gian này Quý Hợi được nguyệt lệnh lâm phù trợ, quả là một sự hậu thuẫn không hề nhỏ. Thiên tạo phủ các tinh nhập mệnh, thời gian này bạn còn có thể được quý nhân dìu dắt, từng đường đi nước bước đều sẽ có thêm phần chắc chắn, đầu óc mở mang, bạn đưa ra nhiều ý tưởng mới. Thời gian này bạn cũng khá xông xáo, làm việc bằng hết khả năng, bạn cũng sẽ có những quyết định khá táo bạo, hứa hẹn đem đến sự nghiệp lên một tầm cao mới. Có thể coi là một bước đi mạo hiểm của bạn, nhưng bạn sẵn sàng đánh cược và chấp nhận đánh đổi để hướng tới những mục tiêu xa hơn. Thật may về kết quả đạt được rất khả quan, ít nhất thì bước đầu đã chứng tỏ bạn đi đúng hướng. Các kế hoạch đề ra đều có khả năng được phê chuẩn để tiến hành ngay lập tức. Thông qua đó, bạn sẽ nhận được nhiều lời khen ngợi và đánh giá cao. Hãy coi đó là nguồn động lực để tiến xa hơn nữa. Chớ vội hài lòng với những thành công bước đầu này. Tuy nhiên, thiên cẩu hung tinh rình rập cho thấy điềm báo có tiểu nhân ngấm ngầm ghen tị. Thành công của bạn đang bị dòm ngó, rất có thể sẽ phải chịu những uất ức, bất công không ngờ tới. Dường như những bước tiến thuận lợi của bạn trong thời gian này vô tình biến bạn trở thành kẻ gai mắt trong mắt những kẻ ganh ghét, bụng dạ hẹp hòi, xấu tính. Do đó, bạn làm gì cũng nên khiêm nhường, đừng thể hiện quá mức rồi biến bản thân thành kẻ ngạo mạn, khoe mẽ, tự mang họa vào thân. Nhìn chung, đây sẽ là một giai đoạn mà cơ hội và thách thức luôn song hành với nhau. Nếu đủ bản lĩnh vượt qua thì bạn sẽ gặt hái thành quả vô cùng tương xứng. Xét về phương diện tiền bạc và tài lộc của tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 từ 43 tuổi trở đi. Tài lộc của Quý Hợi những năm tới đây nhìn chung khá tốt, thu nhập tuy không nhiều so với những người khác nhưng đã vượt lên so với trước kia. Tuy nhiên, những thách thức khó khăn cũng như hung tinh luôn rình rập. Quan trọng nhất của những năm này là bạn vẫn phải tập trung vào bản thân để thỏa mãn. Bạn thích tiêu xài cho bản thân, rồi cơm ăn áo mặc, nhà cửa, phương tiện đi lại đều tốt nhất. Không kế hoạch chi tiêu nên dù kiếm được bao nhiêu tiền cũng có thể bị phung phí. Việc kiếm tiền những năm này khá hanh thông, bạn nên hạn chế tiêu dùng,
giảm bớt các khoản chi tiêu không cần thiết, an toàn nhất là tăng thu giảm chi. Từ 43 tuổi trở đi, phương diện tài lộc của Quý Hợi cũng có những khởi sắc nhất định, nhờ có thiên tài trợ mệnh, tài lộc có phần nhỉnh hơn. Tuy nhiên nguồn chính tài cũng không có gì phải lo lắng, khi công việc phát triển ổn định, mang tới cho bạn thu nhập đều đặn. Người làm kinh doanh có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn, người làm công việc văn phòng, tình hình buôn bán trong những năm này được coi là khả quan. Mặc dù doanh thu chưa tăng giới đạt mức kỳ vọng, song vẫn có dấu hiệu tăng tiến, đáng để duy trì và phấn đấu. Nếu bạn đang ấp ủ tham vọng gì thì giai đoạn này có thể tiến hành được rồi, bởi sẽ có người hỗ trợ cả về vấn đề tiền bạc cũng như là con người. Tuy nhiên, bạn vẫn nên tính toán tới rủi ro có thể gặp phải, đặc biệt là những cạnh tranh từ những đối thủ. Thời gian này, nguyệt lệnh lâm suy, nên cả hung tinh ngũ quỷ tác động, ý chỉ tài lộc tuy có dưỡng nhưng đang theo chiều hướng có sự suy thoái, chi tiêu ngày càng nhiều và tốn kém. Vật giá leo thang, nhiều chi phí tăng cao khiến bạn dù kiếm được tiền đấy, nhưng chi dùng cũng không ít, không tích lũy được nhiều, bạn cần hết sức lưu ý vấn đề này. Nếu có cơ hội đầu tư, bạn cần tìm hiểu rõ thông tin, tự chấp nhận rủi ro nhưng vẫn nên thận trọng trong hợp đồng và tránh các xung đột về tài chính không đáng có. Dù có là việc mình quen tay nhưng hành xử thận trọng sẽ giúp bạn tránh được sai lầm và thất bại không đáng có. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 từ 43 tuổi trở đi. Về tình cảm gia đình và các mối quan hệ, vận trình tình cảm của Quý Hợi tương đối không thuận lợi, nhất là những người đã có gia đình. Vì quan niệm sống và cách đối nhân xử thế của bạn khác với một nửa còn lại, nên cả hai sẽ có những bất đồng. Cho dù là đối mặt với những việc nhỏ hay những quyết định lớn, cũng có thể xảy ra mâu thuẫn và cãi vã. Cách mà bạn nên làm là nên tìm hiểu để có những cách giải quyết phù hợp, nhường nhịn, chia sẻ, thông cảm, nếu không thì cuối cùng chỉ khiến cho cuộc sống hôn nhân trở nên bế tắc mà thôi. Trong khi kết giao với đồng nghiệp, bạn bè, bạn cũng nên chú ý lời nói và hành động của mình, không nên tự ý nói ra suy nghĩ của mình, nếu không rất dễ làm mất lòng người khác đấy nhé. Các cặp vợ chồng thì nên bao dung và quan tâm hơn đến bạn đời của mình, đồng thời cần có sự sẻ chia công việc nhà và vấn đề nuôi dạy con cái để giữ gìn hạnh phúc hôn nhân. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 từ 43 tuổi trở đi. Vận trình sức khỏe của Quý Hợi từ 43 tuổi trở đi cũng cần chú ý hơn. Có thể nhìn bề ngoài bạn khỏe mạnh, nhưng thực chất lại tiềm ẩn rất nhiều vấn đề. Đặc biệt là những người thường nóng nảy, không thích thể dục thể thao, thích ăn uống, thì càng phải đề phòng sự xuất hiện của các bệnh mãn tính nghiêm trọng hơn. Giai đoạn này bạn rất khỏe mạnh, sung sức, vì thế khuyên bạn nên kiềm chế hành vi của mình, duy trì thói quen sinh hoạt tốt, tập thể dục thể thao nhiều hơn, tăng cường thể lực, có trách nhiệm với sức khỏe của bản thân và người thân trong gia đình. Bạn chỉ cần chú ý dưỡng sinh qua đường ăn uống và luyện tập thể dục thể thao đều đặn, sẽ không có bất cứ vấn đề nghiêm trọng nào xảy ra. Duy trì lối sống lành mạnh chính là chìa khóa để cơ thể khỏe mạnh và sống trường thọ. Nhưng lưu ý thời gian này có hữu quỷ hung tinh hoành hành, đi đứng, lái xe cần phải cẩn thận kẻo gặp sự cố hoặc là chính mình gây ra tai nạn. Tiếp theo sẽ là cụ thể diễn biến vận mệnh theo từng năm tuổi của Quý Hợi 1983 từ 43 tuổi trở đi. Nam mệnh tuổi Quý Hợi từ 42 tuổi đến năm 43 tuổi. Đây là khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời của bạn, tận hưởng những thành quả mà mình đã làm được ở giai đoạn trước, không bận tâm, suy nghĩ bất kể vấn đề gì. Nam mệnh từ năm 44 tuổi đến năm 50 tuổi. Năm 44 tuổi mọi chuyện đều được như ý, có hạn nhẹ vào tháng 3 và tháng 5, năm 45 tuổi các tháng còn lại bình hòa. Gặp nhiều may mắn vào tháng 8 và 12, năm 46 tuổi bình ổn nhưng phải cẩn trọng vào tháng 9 kẻo rước họa vào thân. Hai năm 47 và 48 tuổi bình ổn, không có bất cứ biến cố lớn nào xảy ra, phải cẩn thận vào tháng 4 của năm 49 tuổi và tháng 7 của năm 50 tuổi. Nam mệnh từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi. Cần chú ý đến sức khỏe bản thân nhiều hơn trong thời gian này. Không có việc gì lớn xảy đến, con cái có nhiều triển vọng trên con đường công danh. Nam mệnh từ năm 56 tuổi đến 60 tuổi. Vào những năm này tài vận suy yếu, nhưng gia đình vẫn yên vui, hạnh phúc, sự nghiệp ở mức tương đối, có nhiều chuyện vui đến từ con cái.
từ năm 56 tuổi đến năm 60 tuổi. Thời gian này tình cảm phát triển rất tốt, có vận tài lộc, tuy nhiên về sức khỏe không được tốt, cần chú ý hơn nữa tới bản thân mình. Nữ mệnh tuổi Quý Hợi từ năm 42 tuổi đến năm 43 tuổi. Trong thời gian này có gặp nhiều may mắn về mặt tài chính, tình cảm gia đình cũng thuận lợi và phát triển lên, không khí gia đình được cải thiện đáng kể, con cái có đứa thành đạt khiến cha mẹ vui lòng. Nữ mệnh từ 44 tuổi đến năm 50 tuổi. Năm 46 tuổi, năm này việc làm ăn trung bình. Năm 47 và 48 tuổi, hai năm này có kết quả về tài chính. Phần tài lộc có nhiều tốt đẹp đáng kể. Năm 49 và 50 tuổi, hai năm này được tốt về tình cảm cũng như về cuộc sống. Nữ mệnh từ năm 51 tuổi đến 55 tuổi. Trong năm 51 tuổi gặp phải nhiều chuyện không may, nên cẩn thận hơn khi đầu tư hay là làm việc liên quan tới tài chính. Các năm tiếp theo không có nhiều vấn đề xảy ra. Sức khỏe có dấu hiệu không ổn định, sống chết có số, sinh tử bất kỳ. Muốn hóa giải được chút tai kiếp, mỗi người chúng ta vẫn nên nhìn thấu được số mệnh của mình. Tiếp theo đây, xin mời quý khán giả cùng kênh Minh Đường Tử Vi đi vào luận giải về vận trình tử vi theo từng tháng sinh âm lịch, may mắn của tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, cụ thể vận trình như sau. Vận mệnh của người tuổi Quý Hợi 1983 sinh tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch tức tháng Giêng, rơi vào tiết Tân Xuân. Người tuổi này thông minh mà hiền đức, là người có địa vị, được tôn trọng, nể gì, danh lợi hanh thông, phúc lộc tự tới, có thể làm nên đại nghiệp. Người này có cá tính khá mạnh, song về bản chất thì là người sống biết trước, biết sau, tính già, yêu trẻ, thích giúp đỡ người khác, dù có khó khăn cũng không bao giờ thoái thác trách nhiệm. Là người dám chịu trách nhiệm, sống phóng khoáng, thoải mái, hòa đồng với mọi người, nên người tuổi này có rất nhiều bạn bè. Các mối quan hệ xã giao càng ngày càng mở rộng, họ còn có khả năng lãnh đạo nên dễ đạt được nhiều bước thăng tiến trên con đường quan lộ. Vận mệnh của người tuổi Quý Hợi 1983 sinh tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch trùng với tiết Kinh Trập, người này đa phần dễ làm nên thành công gian dội, địa linh nhân kiệt. Bản mệnh hấp thu tinh khí đất trời, thông tuệ hơn người, có tài thiên phú, sống đức độ, sức khỏe dồi dào, gặp nhiều chuyện may mắn. Người tuổi này có số mệnh phú quý, họ giàu sang nhưng tao nhã, không hề thô tục. Đây là người vui vẻ và lạc quan trong cuộc sống, yêu đời mà cũng yêu người. Xét về tài lộc thì người này chẳng lúc nào thiếu tiền tiêu, họ không quá coi trọng tiền bạc, rất thoải mái trong chuyện chi tiêu, cũng hay giúp đỡ mọi người xung quanh khi họ túng thiếu. Vận mệnh của người tuổi Quý Hợi 1983 sinh tháng âm lịch. Tháng 3 âm lịch là tiết Thanh Minh, người tuổi này sức khỏe cực kỳ tốt, có thể nói là tốt nhất trong 12 tháng sinh. Tính tình thẳng thắn, cương trực, song có khi vì thế mà đắc tội với người khác, tự tạo kẻ thù cho mình. Ý chí cao, chẳng muốn nhờ cậy ai, sống thanh cao, được nhiều người ngưỡng vọng. Người này không được nhờ lộc tổ tiên, cha mẹ, anh em, mọi thứ có được trong tay là do chính mình làm nên. Họ có thiên hướng về nghệ thuật, nên phát triển theo hướng này. Người này luôn tạo áp lực cho mình hay vất vả chạy dạy ngược xuôi. Nhờ vào tài trí cùng nhân phẩm, ý chí phấn đấu và tinh thần nhiệt tình, họ có thể tạo cho mình môi trường sống khá tốt, hậu vận tốt, an nhàn hưởng phú quý. Vận mệnh của người tuổi Quý Hợi 1983 sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch trùng với tiết Lập Hạ, những chú heo sinh tháng này thiên tính thông tuệ, mẫn cảm, nữ mệnh số phú quý, giàu sang, nam mệnh phát về điền trạch, có được quyền chức trong tay, nhờ vào ý chí mà giành được những điều mình muốn. Có điều, may mắn chẳng được nhiều, có khi có quyền thế đấy nhưng vẫn gặp không ít khó khăn. Xét theo tử vi khoa học, người này tài hoa phát tiết, có khả năng tư duy mẫn tiệp, luôn lo lắng chu đáo, tỉ mỉ mọi chuyện, biết cách giữ bình tĩnh trước mọi vấn đề, tâm thế đoan trang, không phiền đến ai. Vận mệnh của người tuổi Quý Hợi 1983 sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm trùng với tiết Mang Trùng, người này tính tình hiền lành, có nhiều tài lẻ, tuy không có quyền thế trong tay nhưng có thiên hướng phát triển về văn học, nghệ thuật, có thể thành công. Nhờ thế, người này có tham vọng lớn nhưng đôi khi lại trần trừ, có gan nghĩ mà không có gan làm, suy nghĩ bảo thủ, về hậu vận sẽ dần chuyển tốt hơn, về trung phận thì không được tốt bằng hậu vận. Cuộc đời họ có vận mệnh chia làm nhiều tầng, tiền vận có thể phải chịu xa cách với gia đình, khá vất vả,
Trung Dận phải dựa vào sức mình vượt khó khăn để có được điều mình muốn. Cuộc sống bận rộn, không lúc nào ngơi tay. Hậu Dận có chuyển biến lớn, có thể an nhàn hưởng phúc, con cháu hiếu thuận. Vận mệnh của người tuổi Quý Hợi 1983 sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm trùng với tiết Tiểu Thử, người tuổi này học sâu, hiểu rộng, là nhân tài hiếm có. Tuy nhiên họ là người trọng tình cảm, có phần thiếu ý chí và nghị lực, nên không được quyết đoán, khó thành đại sự, không có trí tiến thủ, họa phúc vô thường, dễ an phận, vận mệnh thăng trầm khó định. Người này bản tính khá ôn hòa, không quá cứng nhắc, họ có nhiều bạn, có người ham chơi, có người lại cô lập, tính cách của họ ít nhiều bị ảnh hưởng bởi bạn bè. Xét về sự nghiệp, người này nếu thay đổi suy nghĩ, có nỗ lực, có cố gắng thì tất sẽ có thành công. Nếu sống thờ ơ, không có trí tiến thủ thì dễ bỏ qua cơ hội, khó gây dựng được sự nghiệp. Vận mệnh của người tuổi Quý Hợi 1983 sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn, cũng trùng với tiết Lập Thu, người tuổi này có cuộc sống sung túc, chẳng phải lo lắng cơm ăn, áo mặc. Tuy nhiên, người này sống khá thờ ơ, không quan tâm đến chuyện của người khác, mà cũng chẳng mấy nhiệt tình, cố gắng với việc của chính mình. Họ sống khá bảo thủ, chỉ biết đến mình, nhưng số mệnh tốt nên dạng sự như ý, vận trình thuận lợi, hanh thông, có quyền có thế, may mắn ở bên, chắc chắn sẽ có thành công. Cuộc đời của người này khá bình yên, họ được quý nhân dẫn đường chỉ lối, người thân hết lòng giúp đỡ nên muốn gì được nấy, phúc lộc song hỷ. Song bạn cần ghi nhớ trước khi làm chuyện đại sự, phải bàn bạc thương lượng với người thân để tránh phạm sai lầm, từ đó thay đổi vận mệnh của mình. Vận mệnh của người tuổi Quý Hợi 1983 sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm là tiết Bạch Lộ, người này trời sinh có quyền uy, có tài lãnh đạo, sự nghiệp thành công, được nhiều người ngưỡng mộ, cuộc sống sau này an lạc, giàu sang, nhưng phải vượt qua khổ nạn trước mắt mới có được. Đây là người có chủ kiến, tuy sống thanh đạm nhưng biết thưởng thức cuộc sống, dù không có ai giúp đỡ nhưng vẫn sống thoải mái theo ý mình, từ nhỏ đã hưởng thụ cuộc sống khác với người thường. Người này thường không được cha mẹ thương yêu, anh chị em quan tâm, nên học cách tự lập từ sớm, số mệnh không quá tốt đẹp, mọi thứ có được do chính tay mình làm ra. Vận mệnh của người tuổi Quý Hợi 1983 sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch trùng với tiết Bạch Lộ, cuộc đời của người này tiền bạc dồi dào, trời cho phúc lộc, được nhiều người thầm ngưỡng mộ, sống tự do, thoải mái, tiêu dao với đời, nhờ nhẫn nại, kiên trì mà có được vinh hoa, phú quý. Người này sinh ra đã có số hưởng phúc, cuộc đời thông dong, luôn gặp may mắn, có nhiều bạn bè, nhân duyên cực tốt, vì thế chỉ cần gặp khó khăn đều được bạn bè giúp đỡ. Vận mệnh của người tuổi Quý Hợi 1983 sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm rơi vào tiết Lập Đông, người tuổi này khoan dung, đôn hậu, được nhiều người yêu quý và kính trọng, trời sinh hưởng nhiều hạnh phúc, có phú quý kề bên, hậu vận cực hỉnh. Nói vậy, nhưng đây là mẫu người tự lực cánh sinh, họ thường phải nỗ lực rất nhiều thì mới nhận được sự hỗ trợ, anh chị em trong nhà thương mến, giúp đỡ nhau rất nhiều. Trong cuộc sống hàng ngày, dù là trong chuyện học tập hay trong công việc thì đều có phúc khí. Người này cũng khá hiếu thắng, nhất quyết phải làm theo ý mình, dù tranh đoạt cũng chẳng nề hà. Vận mệnh của người tuổi Quý Hợi 1983 sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch là tiết Đại Tuyết, người này tính tình bốc đồng, cố chấp, dễ nóng giận. Tuy nhiên, vẻ ngoài lại rất thoải mái, có lòng tự trọng cao, danh lợi song toàn, cả đời chẳng cần phải lo lắng gì nhiều. Họ có thể thoải mái theo đuổi những điều mình thích, mưu sự dễ thành, làm gì cũng có được thành quả. Cuộc đời của người này hạnh phúc, vô lo, vô nghĩ, chẳng chút ưu sầu. Vận mệnh của họ khá tốt, ngũ quan đoan chính, dung mạo anh tú, tài lộc từ nhỏ đã chẳng hề túng thiếu, gia cảnh sung túc, giàu sang, lớn lên trong môi trường tốt, học hành giỏi giang, quý nhân nâng đỡ, đạt được nhiều thành tựu. Vận mệnh của người tuổi Quý Hợi 1983 sinh tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch tức tháng Chạp, còn gọi là tháng Cửu Mật, trùng với tiết Tiểu Hàn, người tuổi này trời sinh phúc lộc đầy mình, có điều không có quyền thế trong tay, trong đời có vận khó khăn không nhiều, cát ít, dễ bị tổn thọ. Cuộc đời của người này trải qua nhiều điều kỳ lạ, có những trải nghiệm chẳng giống người thường, khiến cho người này sớm từng trải, có khả năng chịu đựng cực kỳ ghê gớm. Số mệnh long đong, lận đận,
Nếu không có nghị lực thì khó có thể vượt qua, nhưng nếu kiên trì tiến bước thì sẽ được hưởng giàu sang, phú quý hơn người. Hãy nên chuẩn bị sẵn tinh thần trước những thử thách có thể gặp phải, đừng vội tuyệt vọng, mà hãy nghĩ mọi chuyện theo hướng lạc quan, tích cực, giảm nhẹ những suy nghĩ tiêu cực, thành công rồi sẽ đến, sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn. Như đã trình bày, thì quý bản mệnh đã biết được phần nào diễn biến từng năm của mình và mỗi năm mỗi bản thể sẽ vận hạn khác nhau. Nhưng vận mệnh mỗi người mỗi khác, theo đó sẽ ảnh hưởng nặng nhẹ, thì theo âm đức từng người. Không nên vì khó mà nản, không nên gặp niên vận mà bình thản. Các giải mệnh hay tăng phước mệnh tối ưu nhất chỉ thông qua cách tu tâm ý, dưỡng đức độ mà nên. Trải qua diễn biến từng năm, dù tốt hay xấu, ứng nghiệm mạnh yếu còn phụ thuộc rất nhiều vào âm đức, phúc phận của mỗi người. Quý vị thân mến, chương trình đến đây xin được khép lại. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.